Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phần ngữ pháp với động tính từ đi với cô. Có nghĩa là động tính từ và rồi. Ngữ pháp này chúng ta sẽ được học ở bài số 7, giáo trình tiếng Hàn Sôn 1A. Cô dùng để nối giữa hai mệnh đề có quan hệ đẳng lập với nhau. Tức là gần tương đồng. Kết hợp sau động từ và tính từ. Và chúng ta lưu ý, sau động tính từ chúng ta chỉ việc bỏ chữ tà, và ghép với cô thôi ạ. Ví dụ ở đây, uh, Sata thì thành Sako, tức là rẻ và Masita thành Masiko, Chupta thành Chupko, Chikta thành cô. Chích ở đây có nghĩa là chụp hoặc là đóng dấu. Đóng dấu hoặc là chụp ảnh đều dùng chích Chúng ta xem ví dụ. Sawaga, sago mà Táo rẻ và ngon. Nansika chụp cô dunni omnida thời tiết lạnh và có tuyết rơi. Mariko shinen kopi sobeso kopi to masiko sukcheto hamnida. Mariko thì uống cà phê và học ở quán cà phê. Akira đây bua hết rồi ố. Bạn làm việc gì vào sinh nhật của Akira? Stevenen Steven thì chụp ảnh và và tôi thì đã nấu ăn khi chủ ngữ của hai mệnh đề giống nhau chủ ngữ ở mệnh đề thứ hai sẽ được lược bỏ tức là chúng ta chỉ dùng chung một chủ ngữ ví dụ trong hai câu này Xin lỗi các bạn, đây là Julien, hai cái này giống nhau này. Thì chúng ta uh, Chun Julien thì dạy tiếng uh, Pháp và Julien thì lại uh, học tiếng Hàn Quốc thì chúng ta dùng chung một cái chủ ngữ. Xin lỗi các bạn đây, không phải Julian mà là Julien. Ờ Julien uh, xin 프랑스어를 가르치고 Chun Julien là dạy tiếng Pháp và học tiếng Hàn Quốc có thể sử dụng khi chủ ngữ của hai mệnh đề là khác nhau. Ví dụ như là Minsu-ssi neun taekwondo reul joahaeyo. Minsu là thích Minsu thích uh, taekwondo. Steven-ssi neun nonggul eul joahaeyo. Steven thì thích uh, bóng rổ. Minsu-ssi neun uh, taekwondo reul joahago Steven-ssi neun nonggul eul joahaeyo. chúng ta sẽ được tạo thành được câu này với hai chủ ngữ khác nhau, chỉ việc ghép cô vào thôi ạ. Khi thay đổi thứ tự hai mệnh đề thì ý nghĩa của câu cũng sẽ thay đổi ở một số trường hợp. Ví dụ chúng cô nuni lạnh và tuyết rơi. Thì đây thời tiết lạnh nói về thời tiết lạnh và sau đó chúng ta mới nói đến tuyết rơi. Và khác với nuni gồ tức là tuyết rơi và trời lạnh. Tiếp theo. Chú ý khi sử dụng như ví dụ dưới đây, chúng ta sử dụng chê hago chứ không phải là chê Heco, Tức là trước cô không có chia động từ. Chu masigo, Pika Ogo, chứ không phải là chu sodeun mashego, -si Là sai các bạn nhé. Để so sánh giữa hai cấu trúc ngữ pháp động từ divico và động tính từ divico thì chúng ta có một số điểm giống và khác nhau như sau sử dụng động từ đi với cô thì chúng ta sử dụng liệt kê các sự kiện theo thứ tự giải xảy ra về mặt thời gian động từ đi với cô còn chúng ta sử dụng để liên kết hai mệnh đề không có quan hệ về mặt thời gian thì chúng ta sử dụng động tính từ đi với cô nếu thay đổi vị trí của hai mệnh đề thì ý nghĩa của câu sẽ khác đi còn động tính từ ở bài này thì có thể thay đổi hai mệnh đề mà ý nghĩa không thay đổi khi mà hai mệnh đề này độc lập với nhau. Tiếp theo, uh, kết hợp với động từ. Còn uh, cái trường hợp này kết hợp sau động tính từ. Đấy. tức là trường hợp động tính từ này ở bài số 7 nói rộng hơn so với động kết hợp với động từ ở bài số 5. Nó có một chút khác biệt như là như vậy. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy vn hoặc show.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sucuasusimida. Bye bye.